Tiểu sử cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh, máy quét siêu hạng, quét luôn Trần Hùng Dũng. Ngô Hoàng Thịnh, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1992 tại Nghệ An, cùng với nhiều danh thủ khác như Văn Quyến, Công Vinh, Hoàng Thịnh đã được tiếp xúc với môi trường bóng đá từ rất nhỏ. Vùng đất được mệnh danh là Brazil của Việt Nam, nay chính là nơi giúp chàng tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh có những bước đầu sự nghiệp. Anh là một cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu trong câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngô Hoàng Thịnh chiều cao 1m77, khá lý tưởng với vị trí tiền vệ. Thịnh gia nhập lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An từ rất nhỏ, được ăn tập với trái bóng nên những kỹ năng của cầu thủ này đã được phát triển nhanh chóng. Không chỉ có vậy, tinh thần, đạo đức cũng là thứ mà chàng tiền vệ này lĩnh hội ở Nghệ An. Tuy nhiên, sau cú vào bóng tay hại làm Hùng Dũng gãy chân và viễn cảnh đáng sợ nhất với tuyển Việt Nam thì Hoàng Thịnh phút chốc đã trở thành tội đồ. Nếu để tìm dấu ấn đáng chú ý nhất ở cuộc thư hùng giữa câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội tại vòng 5 V-League, có lẽ đó chẳng phải ba bàn thắng đầy dễ dàng của Hà Nội FC mà chính là khoảnh khắc Hùng Dũng ngã xuống sân sau cú vào bóng tai hại của Ngô Hoàng Thịnh. Sự cố ấy xảy ra ở phút thứ 27 của trận đấu khi hai đội còn đang chơi đôi công. Hùng Dũng khi vượt lên nhận bóng đã bị Hoàng Thịnh đốn một cú chí mạng trúng vào khu vực ống đồng. Hùng Dũng lập tức ngã xuống sân trong sự bàng hoàng của cầu thủ hai bên lẫn các cổ động viên và huấn luyện viên Park Hang-seo trên khán đài Thống Nhất. Chứng kiến cảnh học trò cưng dính chấn thương nặng, thầy Park từ khán đài vội vã chạy xuống theo dõi rồi đỡ Hùng Dũng lên xe cứu thương với vẻ mặt đầy lo lắng. Pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết dù không cố ý đã khiến Hoàng Thịnh nhận thẻ đỏ và nó cũng chính là bước ngoặt tước đi mọi cơ hội có điểm trên sân nhà của thành phố Hồ Chí Minh, khi họ phải đối đầu Hà Nội với chỉ 10 người trên sân. Với sự thiếu hụt về quân số cộng tâm lý căng cứng sau tình huống dẫn tới chấn thương của Hùng Dũng, các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng sụp đổ trước Hà Nội FC bởi ngay khi trận đấu trở lại sau thời điểm gián đoạn bởi chấn thương của Hùng Dũng, Duy Mạnh đã có bàn mở tỷ số cho đội khách nhờ cú đánh đầu sau một tình huống cố định. Ghi bàn mở tỷ số, Duy Mạnh có bàn ăn mừng đầy cảm xúc, anh chắp tay cầu nguyện rồi chạy về phía chiếc xe cứu thương vừa chở người đồng đội Hùng Dũng đi qua. Có lẽ vấn đề chuyên môn, những bàn thắng hay các pha tấn công của Hà Nội không phải là điểm nhấn ở trận cầu hôm nay. Cũng chẳng có gì đáng nói về những pha làm bàn ấy, bởi đó là thời điểm mà đội bóng của huấn luyện viên Mano Poking đã vỡ trận. Thay vào đó, điểm nhấn là hình ảnh của chiếc cáng và những ca chấn thương. Bởi trước khi Hùng Dũng gặp sự cố, tiền đạo Bruno của Hà Nội cũng sớm rời sân vì chấn thương khi trận đấu mới trôi được ít phút. Đến thời điểm ngay sau giờ nghỉ, một lần nữa chiếc cáng lại bất đắc dĩ phải hoạt động và lần này, đến lượt Sầm Ngọc Đức bên phía thành phố Hồ Chí Minh được khiêng ra. Giữa bối cảnh mà trận đấu đã sớm an bài, không có gì khó hiểu khi Hà Nội dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa vào lưới thành phố Hồ Chí Minh sau các pha lập công của Văn Quyết ở phút 47 và Gelvane sau đó đúng 10 phút. Về phía câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất từ trước trận Lý Nguyễn gần như không để lại dấu ấn nào. Hà Nội FC thắng đậm 3-0 chung cuộc, qua đó tạm leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, các cầu thủ của đội bóng thủ đô sẽ khó lòng mỉm cười khi chấn thương của Hùng Dũng còn đang bị bỏ ngỏ. Chắc chắn người lo lắng nhất sau trận đấu này không ai khác chính là thầy Park. Nếu Hùng Dũng phải nghỉ dài hạn, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ đối diện với bài toán vô cùng nan giải ở vòng loại World Cup vào tháng 6 tới. Bởi vai trò của Hùng Dũng lớn như thế nào ở đội tuyển quốc gia thì có lẽ ai cũng đều đã biết. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh. Hãy nhấn like và share để ủng hộ kênh nhé!